Thầy chào các em. Hôm nay thầy sẽ sửa bài tập bài thứ nhất phân thức đại số. Nội dung của bài tập hôm nay là thầy chỉ sửa bài tập số 1. Nội dung của bài tập số 1 là đi chứng minh hai phân thức bằng nhau. Để chứng minh phân thức A trên B bằng phân thức C trên D, ta sẽ đi chứng tỏ tích ngoài tỉ A nhân D bằng tích trung tỉ B nhân C. Vậy thì để chứng minh hai phân thức bằng nhau thì chúng ta tính rời tích ngoài tỉ và tích trung tỉ. Sau đó chúng ta so sánh. Nếu hai tích này bằng nhau thì chúng ta có phân thức bằng nhau. Bây giờ vào bài tập thứ nhất. Bài 1 dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng câu A là 5y trên 7 bằng 20xy trên 28x. Trước hết chúng ta tính tích ngoài tỉ 5y nhân 28x. Ta có 5y nhân 28x. Chúng ta lấy số nhân số là 5 nhân 28 bằng 140 nhân x nhân y. Và chúng ta tính tích trung tỉ 7 nhân với 20 y. Bảy nhân 20 bằng 140 nhân x nhân y. Như vậy chúng ta thấy tích ngoài tỉ bằng tích trung tỉ. Vậy từ đây chúng ta có hai phân thức bằng nhau. 5y chia 7 sẽ bằng 20xy chia 28x. Chúng ta kết thúc lời giải. Bây giờ sang câu B, chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Ta có 2 nhân 3 nhân x nhân với x cộng 5 thì chúng ta biết 2 nhân 3 là 6x. 2 nhân 3x nhân với x cộng 5 thì bằng, chúng ta viết đây là bằng 6x nhân x cộng 5. Và 2 nhân x cộng 5 nhân 3x, chúng ta viết 3x trước, nhân 2 nhân với x cộng 5. Kết quả bằng 2 nhân 3 là 6x nhân với x cộng 5. Vậy chúng ta thấy rằng là tích trung tỉ và tích ngoài tỉ bằng nhau, cho nên chúng ta có hai phân thức này bằng nhau. Ba x nhân với x cộng 5 trên 2 nhân x cộng 5 sẽ bằng 3x trên 2. Như vậy chúng ta kết thúc lời giải. Bây giờ chúng ta sang câu C. Chúng ta cùng tính tích ngoài tỉ x cộng 2 nhân với x bình phương trừ 1. Ta có 2 x cộng 2 nhân với x bình phương trừ 1. Chúng ta để yên như vậy. Và chúng ta tính tích trung tỉ x trừ 1 nhân x cộng 2 nhân x cộng 1. Thầy xếp lại x trừ 1 nhân x cộng 1 nhân x cộng 2.
Các em thấy đây là một hàng đẳng thức. X trừ 1 nhân x cộng 1 thì bằng x bình phương trừ 1 bình phương, tức là bằng x bình phương trừ 1 rồi nhân với x cộng 2. Các em thấy này, x ngoài tỉ bằng x cộng 2 nhân tất cả nhân với x bình phương trừ 1. Tích trung tỉ cũng bằng x bình phương trừ 1 nhân với x cộng 2. Vậy từ đây các em sẽ thấy là tích ngoài tỉ bằng tích trung tỉ, cho nên chúng ta có hai phân thức bằng nhau. Vậy x cộng 2 trên x trừ 1 sẽ bằng x cộng 2 nhân với x cộng 1 trên x bình phương trừ 1. Chúng ta kết thúc lời giải. Bây giờ sang câu D. Các em thấy câu D hơi phức tạp một tí. Thầy sẽ tích ngoài tỉ x bình phương trừ x trừ 2 tất cả nhân với x trừ 1. Ta có x trừ 1 nhân với x bình phương trừ x trừ 2 ở đây chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất là chúng ta phân tích thành nhân tử chung để chúng ta so sánh. Cách thứ hai là chúng ta nhân giải nó ra để chúng ta so sánh hai đa thức bằng nhau. Thầy nhân vào x nhân với x bình phương là x mũ 3, x nhân với trừ x là trừ x bình phương, x nhân với âm 2 là âm 2x. Bây giờ nhân âm 1, âm 1 nhân x bình phương là âm x bình phương, âm 1 nhân âm x là cộng với x, âm 1 nhân âm 2 là cộng với 2. Bây giờ chúng ta ước lượng số hàng đồng dạng x mũ 3 trừ x bình với trừ x bình là trừ 2x bình, trừ 2x cộng x bằng trừ x cộng hàng số tự do là 2. Như vậy chúng ta tính xong tích ngoài tỉ. Bây giờ chúng ta tính tích trung tỉ và x cộng 1 nhân x bình phương trừ 3x cộng 2 ta nhân vào x nhân x bình phương là bằng x mũ 3, x nhân với trừ 3x là trừ 3x bình phương, x nhân với 2 là cộng 2x, 1 nhân với x bình phương là bằng x bình phương cộng x bình phương, 1 nhân với âm 3x là trừ 3x, 1 nhân với 2 là cộng với 2. Chúng ta ước lượng số hàng đồng dạng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng với x bình phương thì bằng âm 2x bình phương. 2x cộng với âm 3x bằng âm x trừ x cộng hàng số tự do là số 2. Thì bây giờ các em thấy từ 1 và 2 chúng ta thấy 1 bằng 2, tức là tích ngoài tỉ bằng tích trung tỉ. Vậy từ 1 và 2 thì chúng ta có hai phân thức bằng nhau. Từ 1 và 2 thì ta suy ra phân thức x bình phương trừ x trừ 2
trên x cộng 1 nó sẽ bằng x bình phương trừ 3x cộng với 2 trên x trừ 1. Chúng ta kết thúc câu D. Bây giờ chúng ta sang giải câu E. X mũ 3 cộng với 8 trên x bình phương trừ 2x cộng 4 thì bằng x cộng 2. X cộng 2 thì bằng x cộng 2 trên 1. Như vậy là thầy viết lại cái đề lại một tí. X mũ 3 cộng 8 trên x bình phương trừ 2x cộng 14 thì nó sẽ bằng x cộng 12 tất cả trên 1. Thầy tính tích ngoài tỉ, ta có x mũ 3 cộng 18 nhân với 1 sẽ bằng x mũ 3 cộng 18. Tích trung tỉ và x cộng 2 nhân x bình phương trừ 2x cộng 4. Kém để ý một điều đó là đây xuất hiện hằng đẳng thức A lập phương cộng B lập phương. Thì viết lại bằng x cộng 2 nhân với x bình phương trừ 2x cộng với 2 bình. A cộng B nhân A bình phương trừ AB cộng B bình thì chính là bằng mũ 3 cộng 2 mũ 3 thì bằng x mũ 3 cộng 18. Từ 1 và 2 thì các em thấy tích ngoài tỉ bằng tích trung tỉ, vậy ta suy ra hai phân thức bằng nhau. Từ 1 và 2 thì chúng ta sẽ có x mũ 3 cộng 18 trên x bình phương trừ 2x cộng 14 nó sẽ bằng x cộng 2. Chúng ta kết thúc lời giải. Như vậy thì qua tiết học hôm nay, thầy hướng dẫn các em sử dụng định nghĩa hai phân thức đại số bằng nhau. Trong bài tập này, để chứng minh hai phân thức đại số bằng nhau, chúng ta đi tính tích ngoài tỉ của hai đa thức bằng tích trung tỉ của hai đa thức. Khi tính được, chúng ta so sánh hai tích này, đó là tích trung tỉ bằng tích ngoài tỉ, thì chúng ta sẽ suy ra được hai phân thức đại số bằng nhau. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Chào tạm biệt các em.